Hello, cầu cá là đam mê. Xin chào tất cả các bạn nha. Xin chào nha. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm một con cá chơi, cá chép, cá chấm, cá rô phi, mề dinh, cá cha, đơn giản, hiệu quả, dễ làm. Mình đã test bay mồi này thành công rồi, còn chờ riêng các bạn thôi. Thành phần bao nhiêu thì mình không có giấu đâu. Có bao nhiêu thành phần mình sẽ dẫn cho anh em làm, anh em lên được cá, đó là niềm vui của mình rồi. Rồi, bây giờ xin mời tất cả các anh em và các bạn cùng đón xem mình làm một câu cá nha. Đầu tiên, các bạn nhìn mình một cái thau nhỏ như thế này nha bạn. Đây là cám chim, còn gọi là cám trứng nha các bạn. Thức ăn nuôi chim. Các bạn bị mình hai lạng cám chim nha các bạn. Rồi các bạn bỏ cám chim vô trong cái thau này cho mình luôn. Đó. Hai lạng nha các bạn. Rồi. Xong rồi các bạn chế nước sôi vô cho mình. Đây. Đây là nước đun sôi nha các bạn. Các bạn chế vô cho mình. Rồi. Các bạn bị mình cái muỗng như thế này. Xong rồi các bạn trộn cánh chim cho nó đều ra. Cho nó đều hết lên luôn. Đó. Bạn trộn thật là đều. Các bạn để khoảng 2 phút cho cắm chim ta nó nở đều hết ra là được. Rồi xong. Bây giờ các bạn bị mình một cái thau to như thế này. Đó. Các bạn đổ cắm chim ra ngoài cái thau to này cho mình luôn. Rồi, các bạn để qua một bên. Đây là cắm vịt nha các bạn. Cắm vịt lớn nha. Các bạn bị mình hai lạng cám vịt lớn nha các bạn. Sau đó các bạn cũng đổ ra ngoài cái thau này cho mình luôn. Thau nhỏ cho mình luôn. Hai lạng nha các bạn. Rồi. Còn đây. Đây là cám heo nha các bạn. Đó. Cám là dùng để cho heo ăn á. Là lại viên lớn như thế này nè. Các bạn cũng đổ ra ngoài cái thau này cho mình luôn. Đó. Rồi xong rồi các bạn dùng muỗng nè, các bạn trộn đều lên. Cho cám vịt với lại cám heo nó đều lại với nhau. Rồi bây giờ các bạn cũng lấy nước đun sôi. Các bạn chế ở đây cho mình. Cho nở ra nha các bạn. Cái cám vịt với lại cám heo này rất là lợi. Tại vì nó nở rất là cao nha nha các bạn. Độ nở rất nhiều. Rất là lợi mồi khi chúng ta câu cá. Rồi xong rồi các bạn cũng dùng cái muỗng này, các bạn trộn đều lên. Đó, cho nở đều hết ra. Các bạn cứ trộn như vậy, để khoảng chừng 2 phút cho cắm vịt với lại cắm heo nó nở đều lại với nhau và nó kết hợp lại với nhau. Như vậy là ok. Đây là cái mồi chiều chiều nay làm, sáng mai câu. Đó,
coi như là các bạn trộn thật là đều lên rồi ủ qua một đêm, rồi sáng ngày mai chúng ta đem câu. Câu cá rất là hiệu quả nha các bạn, đối với cái mùa lạnh nha các bạn, và mùa nắng luôn, cả hai mùa lạnh với lại nắng. Rồi sau khi các bạn đã trộn đều ra và đã cảm thấy cắm vịt với lại cắm heo nó đã nở ra được như thế này rồi, các bạn đổ ra ngoài cái thau đây là cho mình luôn. Đó, các bạn đổ hết hai phần này ngoài đây luôn. Rồi bây giờ các bạn bị mình một quả trứng trứng gà như thế này, rồi các bạn bỏ trứng gà vô đây cho mình luôn. Đó, một quả nha các bạn. Rồi đây là sữa chua Vinamilk có đường nha các bạn, lên men tự nhiên nha các bạn. Các bạn chỉ cần ủ qua một đêm thì mồm chúng ta đã có được cái độ men chua đó. Coi như bài mồi này là bài mồi, gọi là mồi chúng ta để chúng ta câu men nha các bạn. Các bạn cứ cần cho vô đây khoảng nửa hộp thôi. Rồi nửa hộp, sau đó các bạn dùng cái muỗng này nè, các bạn trộn đều lên. Bạn thấy không? Đó, gắm vịt với lại cắm heo á, chúng ta nó có độ nở rất là nhiều. Đó, rất là lợi mồi cho khi chúng ta câu cá nha các bạn. Rồi sau khi các bạn đã trộn đều ra được nhà lên được như thế này rồi, đây là đậu phộng nha các bạn. Đó, đậu phộng rang nha các bạn, bị mình một lạng đậu phộng rang nha các bạn. Bây giờ mình sẽ nhuyễn cái đậu phộng này ra nha các bạn. Đó, sẽ bỏ chung vô trong đây luôn đó nha các bạn. Ok nha. Ok các bạn, sau khi mình đã xay đậu phộng xong rồi, nó sẽ được như thế này nha các bạn. Đó, một lạng đậu phộng rang nha, xay nhuyễn xay nhuyễn các bạn. Các bạn đổ ở đây cho mình luôn, rất đều. Đó, đậu phộng này để tạo chúng ta cái độ thơm và cái độ thính nha các bạn. Đó, rồi các bạn có dùng muỗng nè, các bạn trộn đều lên. Bài mồi này của mình rất là dễ làm và rẻ tiền nha các bạn, không có tốn bao nhiêu tiền với các bạn mồi này đâu, mà câu khi các bạn câu cá rất đã đạt hiệu quả rất là cao nha các bạn. Mình đã thử và trải nghiệm cái bài mồi này thành công rất là nhiều lần rồi. Đó, vài chục lần đâu, tính cả có vài trăm các bạn à. Từ ngày mình đi câu cá bây giờ á, là khi nào mình câu cá mà hay bị móm á, mình đều làm bài mồi này, không sợ bị móm nha các bạn. Mình đảm bảo với các bạn luôn. Đó, các bạn chỉ cần bỏ ra 20 phút thôi để các bạn có thể làm xong bài mồi này. Mình hướng dẫn cho các bạn nó hơi lâu một chút để cho các bạn dễ hiểu cái bài mồi này hơn, khi các bạn làm đi câu cá sẽ đạt hiệu quả cao hơn nha các bạn. Rồi sau khi mình đã trộn đều được như thế này rồi, cái nguyên liệu cuối cùng thì bơ tường an nha các bạn, bơ thực vật nha. Rồi các bạn dùng cái muỗng này nè để mình múc muỗng cho nó các bạn dễ tính. Đó, để mình đây muỗng các bạn dễ tính đây, bao nhiêu đi nha các bạn. Rồi chỉ cần bao nhiêu thôi, không cần nhiều, bơ nó chỉ tạo cái độ hăng thôi. Đó, và bài mồi này có thể câu được cả cá tra nữa nha các bạn. Các bạn làm và các bạn trải nghiệm thử nha. Rồi bây giờ các bạn dùng tay các bạn bóp đều lên. Đó, trộn thật là đều nha các bạn, để cho mồi chúng ta nó hòa quyện lại với nhau. Như vậy đã có ngay được chúng ta được một cái bài mồi để chúng ta câu cá trôi, chép, ru phi và mề dinh rồi. Và nếu
ở ngoài Bắc, ở nơi xa đang có trời lạnh nhiều, gió rét nhiều. Các bạn nên ủ mồi từ 2 đến 3 ngày đó, xong rồi lên được cái mùi chua lên men cao, các bạn hãy đem đi câu. Khi lúc đó các bạn có săn cá trôi cũ á các bạn, trôi phi và mè dinh á, những con cá mà to á, hàng mà nhát ăn kén mồi á, nó đạt được cái hiệu quả cao lắm các bạn à. Đó, đối với cái mồi này nha, các bạn cứ dùng tay bạn bóp thật là nhuyễn cái mồi này ra, cho mồi ta nó đều lại với nhau. Đó, như vậy đã có ngay được cái bài mồi để chúng ta câu cá rồi. Bạn nên nhớ nha, mồi này là mồi ủ một đêm đó, xong rồi sáng mai các bạn hãy đem đi câu. Như thế này là mình có thể đem đi câu được rồi nè. Các bạn cũng biết là câu lăn xê á, các bạn đừng nên câu mồi dính quá, hãy câu mồi nó thật là bở lên, dính bở nha các bạn. Không phải là mồi chúng ta nó thật sự là bở nhiều, nó có được cái độ dính bở nha các bạn. Đó, thấy không, rất là đơn giản thôi, đã có ngay một cái mồi để chúng ta câu cá rồi. Đó, để mình ngửi thử nó có cái mùi gì nha các bạn. Các bạn ơi, nó có cái mùi đặc biệt lắm các bạn ơi. Các bạn làm, các bạn coi thử đi. Đó, ok các bạn nha. Như vậy là ngày hôm nay mình đã chia sẻ cho các bạn xong cái bài mồi câu cá trôi chép, rô phi và mè dinh nha các bạn. Rất thích hợp cho chúng ta câu cá cho mùa lạnh nha, mùa đông. Rồi các bạn xem video, nếu thấy hãy nhớ cho mình xin một like và đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ video này với tất cả mọi người cùng xem nha các bạn. Chúc kênh của mình càng ngày càng phát triển nha. Xin chúc cho tất cả các anh em và các bạn, những ai đang theo dõi kênh của mình, câu được thật nhiều cá từ chính bài mồi này của mình nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong lần sau nha.